chuyển sang ấy chứ, sắp chuyển sang vào ăn quần thôi. Ừ. Sang đấy là sang nhà chị khác à? Chị ấy chuyển luôn. Kể như thế này, mà em cũng hỏi lọ hỏi thì nó là gì rồi, chuyển sang. Mày sẽ bao? Thuê nguyên một nhà, và đấy là 10 triệu, 11 triệu. Còn bạn em cũng thuê nguyên một nhà, là người nó lại thuê tiền thuê tức. Họ bế phí luôn. Ừ, đúng rồi mà. Họ bế phí luôn mà. Thế đấy hay mà. Anh có thằng bạn em cũng dự tính là cái đấy là vốn to.